Hồi đó con nhớ là con nhớ mẹ với một người bạn chở con đi qua thành ở Sài Gòn thành phố đó, gửi cho một người rồi mẹ kêu con ở đó thì chiều mẹ trở lại rước con, rồi mẹ đi luôn mà không thấy trở lại nữa. Con ta bả tới nhà bả dẫn con đi thôi chứ ngoài ra bạn biết. Vì con nhớ cái con theo cái trí nhớ của con là con nhớ là mẹ chở con đi với một người chở con đi, mà trong đó là có một cái vỏ bánh nữa, có Vậy vỏ bánh. là Đến đó khi con ở đó thì chiều mẹ trở lại rước con là đi mất luôn, con không không có nghe được tin tức là trở lại mẹ đi tìm con nữa. Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ xin chuyển tải phần tiếp theo của câu chuyện Anh Kỳ đi tìm người thân. Và hôm nay Tuấn Vĩ nhận được một tín hiệu vui của từ cô Tám và hy vọng cô Tám đây là mẹ của Anh Kỳ. Trước khi quý vị theo dõi buổi đối chứng hôm nay, Tuấn Vĩ xin được tóm tắt nội dung câu chuyện để cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi trong phần đối chứng này. Thưa quý vị, trước đó thì có chị Thúy lên tìm một người em thất lạc. Và sau khi anh Kỳ xem được clip của chị Thúy thì anh Kỳ nghi ngờ là em của chị Thúy, vì vậy cho nên anh Kỳ đã lên để đối chứng. Trong buổi đối chứng giữa chị Thúy và anh Kỳ thì anh Kỳ có nói rằng người ta thường gọi mẹ anh tên là bà Tám, thì có thể là thứ Tám hoặc là tên Tám. Ngoài ra nữa thì có một người em tên Bé, và anh sinh năm 1968. Lúc anh thất lạc thì được 7-8 tuổi. Sau khi cô Tám đây có xem được câu chuyện của anh Kỳ thì cô Tám giật mình vì có nhiều thông tin trùng khớp. Vì vậy cô Tám đã liên hệ với Tuấn Vĩ và đôi bên cũng đã có buổi trò chuyện hôm nay. Và giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện giữa cô Tám và anh Kỳ để chúng ta cùng xem đây có đúng là mẹ con hay không. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện hôm nay. Dạ con xin chào. Chào đó. Dạ, trước hết con xin kêu là bằng mẹ đi, giờ giờ biết phải ruột hay là không ruột nhưng mà cũng đáng Ừ, cứ tuổi cho. kêu đại đi, cứ kêu đại đi. À. Dạ để con nhắc lại cho mày nghe, có nhớ lại cái hồi tưởng mà lúc mà con ra đi, là lúc con có nhớ được bao nhiêu thì con nói bao nhiêu. Dạ hồi đó con có nhớ là hồi hồi trước năm tiếp quản á, là con nhớ mẹ với một người bạn chở con đi qua thành ở Sài Gòn thành phố đó, gửi cho một người rồi mẹ kêu con ở đó thì chiều mẹ trở lại rước con, rồi mẹ đi luôn mà không thấy trở lại nữa. Người đó là chắc mẹ mình mẹ sinh con, người mẹ sinh con á, chứ bà cho con là bà không có đi đâu hết. Con ta bả tới nhà bả dẫn con đi thôi chứ ngoài ra bạn biết. Vì con nhớ cái con theo cái trí nhớ của con là con nhớ là mẹ chở con đi với một người chở con đi, mà trong đó là có một cái vỏ bánh nữa. Đến đó khi con ở đó thì chiều mẹ trở lại rước con là đi mất luôn, con không có nghe được tin tức là trở lại mẹ đi tìm con nữa. Lúc đó chắc cái người mà bà cho là chắc người ta đưa đi con đi thôi, chứ bà không có đi, bà ở tại nhà luôn chứ không có đi đâu hết, không không đưa con đi. Bà chỉ nhớ là lúc bà cho con á là cái bà đó cũng tở tuổi bà tới dẫn đi thôi à, chứ không có bà không có đưa đi gì hết. Rồi bên bên mẹ có một người con nào là tên Bé không? Có Tên Bé luôn hả? té đặt tên thiệt của nó mà không kêu, mà cứ kêu bé thôi. Mình nữ chứ không phải là nam, tên là nữ, người đó là giới nữ chứ không phải nam. Nữ đúng rồi, tên bé. Bé, con có nhớ là đứa em đó là tên Bé, nhưng mà Đã đó trong cái
cái của con á, là con nhớ là mẹ chở con đi với người đó đó, chở con đi. Mẹ không có chở đi, mẹ chỉ cho bà đó rồi bà đó bà dẫn đi thôi à. Chứ mẹ không, bà chỉ hỏi bà, hỏi mẹ có cần tiền bạc gì không, mẹ nói không. Chị đem nó về chị nuôi, chị thương nó được rồi, chứ tôi không có cần tiền cần bạc. Vậy thôi à, rồi bà dẫn đi thôi chứ mẹ không có đưa đi. Tại vì sau này con nói với mẹ nghe là sau này á, là có một bà dì là chị ruột với cái mẹ nuôi con sau này á, bà thường hay nói á, là bà thường hay nói với con á, là mẹ má mẹ mày mua mày là 300 hay là 3.000 gì đó, chứ không phải là xin mà mua bằng 300 hay là 3.000 gì đó. Hay là họ họ cò gì đó chứ bà mẹ không biết, họ dẫn người này dẫn đi qua bên kia họ bán thôi, chứ mẹ nói là trời mẹ không có bán con là cái gì hết, thấy không? Chỉ là đem chị nó về chị nuôi nó, chị thương nó như con ruột của chị thôi, chứ em không có lấy tiền lấy bạc gì hết á. Mẹ nghèo thiệt, nhưng mà giàu mẹ có lấy 1 đồng cũng là tiếng mang bán con hiểu không? Rồi mẹ không thấy, rồi bà giặt cây thôi, mà chắc bà cò qua người khác á, con biết cò không? Xin người này em qua bên kia bán á, thấy Dạ, dạ chị Tám không? ơi, bây giờ con xin thưa với dì và anh Kỳ chút xíu nha, con hỏi cái cơ bản chút xíu để chúng ta dễ xác định nè. Là con của dì Tám là cái người con mà dì gửi cho người ta đó tên gì? Ai Cái người con ý mà là dì gửi đó là họ tên gì? cho hả, cái Dạ, tên đó hả, dạ. cái là thằng con thất lạc á Dạ. hả, là Trần Quốc Kỳ Trần Quốc Kỳ. Rồi à. cho em hỏi anh Kỳ là khi mà anh lớn lên thì anh có biết anh là tên Kỳ không, hay là tên Kỳ đó ai đặt cho anh? Không, cái tên Kỳ đó là từ đó giờ, chứ còn không có đặt cái tên nào, chỉ đổi họ thôi chứ còn tên là vẫn y chang. Dạ, rồi anh có nhớ trong quá khứ của anh là họ gì Kỳ không? Trong cái hồi đó là hồi lúc mà về đó, tôi có con một cái khai sanh đó, là người mẹ có đưa cho người mẹ nuôi đó, là một cái giấy khai sanh luôn, đưa cái khai sanh luôn, Là họ gì, anh có nhớ họ gì không? là trong đó là lúc đó tôi nhớ là Phạm Cao Kỳ Phạm Cao Kỳ. Rồi Phạm Cao Kỳ hả? rồi cho con hỏi dì Tám là con của dì Tám là sinh năm mấy? Sinh 1968. Dạ, 68. Còn anh Kỳ thì ở trong giấy khai sinh là làm cho anh là sinh năm mấy? Cũng là người ta làm lại 1968 Hình luôn. như là lúc đó cô không có làm khai sanh, Dạ. cô không có không khai sanh, chị đặt Dạ. tên là Trần Quốc thôi chứ Dạ. cô không có. Rồi. Rồi cho con hỏi là dì Tám gửi con của dì là vào tháng mấy năm nào, dì có nhớ không? Chắc cái đó cô Tám không nhớ đâu, Dạ. không nhớ nổi. Thì Dạ. là cô là hòa bình năm 75 là cô về Sài Gòn, Dạ. là cô tập trú nhà người ta là Dạ. khoảng chừng không tới 1 năm Dạ. ở chú, rồi sau đó là có cái người mà cô ở bà ở nói là mày không có việc làm, không có công ăn việc làm thì thôi bây giờ nhà cửa cô không có đâu, mày cho giới thiệu cho mày cho người ta để người ta đem về người ta nuôi cho nó có cơm nó ăn. Thì Dạ. bà nó đã ruột mà đem đi cho cũng đau lòng, mà bây giờ mình nuôi không nổi làm sao, thôi kệ nó, để cho nếu mà chị thương nó thì chị đem về chị nuôi giùm cũng như trời thương chị thôi. Dạ. Cô có nói đó vậy thôi, Dạ. ta Rồi. đi nó cũng chẳng nói gì, nó khờ lắm, Dạ. ta đi nó chẳng nói gì hết Dạ. á. Rồi vậy anh Kỳ có nhớ gì về quá khứ thì anh Kỳ nhắc lại cho dì Tám nghe, và đôi bên trò chuyện với nhau. Tuấn Vị chỉ hỏi trên cái cơ bản, và Tuấn Vị thấy cái thông tin trùng khớp như vậy thì có khả thi rất là cao. Thì bây giờ mẹ con cứ trò chuyện với nhau và tìm hiểu về cái quá khứ xem thử có nhớ ra được điều gì thêm được không. Giờ con xin hỏi mẹ là mẹ phải thứ tám Thứ tám đúng rồi, ở đúng đó rồi. họ kêu kêu tám không à, Dạ chứ không thì kêu tên thiệt. dạ, qua chương trình của Tấn Vĩ thì của anh Tấn Vĩ thì ngày hôm qua nay mấy ngày nay thì con vẫn nói là con nhớ mãi mãi trong cái trí nhớ nhớ con là mẹ là thứ tám, chứ còn tên thì con không nhớ, con không biết tên, nhưng mà con có chỉ nhớ là một đứa em kế con là tên con bé. Đúng rồi, nó cũng tên có tên mà không gọi tên mà gọi bé thôi,
Dạ. Mà bây giờ con muốn hỏi mẹ là đứa em nó còn sống không? Còn nó ở Sài Gòn Mà mẹ với em đó có nhìn với nhau chưa? hồi đó thì hai đứa mà mẹ cho con, còn con mẹ nuôi, mẹ tính cho luôn mà nó không chịu, thấy không, nghèo quá không có nhà ở lấy cơm đâu cho con ăn, thành ra mà mẹ phải đành cho bớt đứa để rồi mẹ mới đi về dưới lò đường Long An Bến Lức á, mẹ làm lò ở dưới á, mẹ phơi bã rồi đó để mẹ nuôi nó vậy thôi. Dạ con xin hỏi thêm mẹ cái là sau tiếp quản Hòa Bình mẹ có tính định đi tìm con phải không? Mới sau này thôi mẹ đi, mẹ mới sau này nè chứ không phải rồi đó, mẹ mới sau này là tính đi tìm. Mẹ có Dạ. đăng, người ta nói đăng báo thì mẹ đi đăng báo, rồi người ta nói đi qua cái gì chương trình chưa bao giờ có cuộc chia ly gì đó, mẹ Dạ. cũng có đi làm mà không thấy cái gì trả lời hết, mẹ dốt đó mẹ cũng không biết. Dạ. Tại vì con có một người đó là con nhớ là nãy con có nói với mẹ là một người chở con đi á, là sau đó là bà có về bà nói với con á, là mẹ ruột mày muốn đi tìm mày mà đi tìm con có chịu trở về không? Con nói là con chịu nhưng mà mẹ nuôi á, bà mới giấu con luôn, là bà cấm cái người đó không có cho biết tin tức của con nữa. Không, mẹ không có, mẹ chỉ có con, còn con em con là nó không đi, nó chịu ở với mẹ chứ nó không đi, là mẹ mới dẫn về dưới quê Bến Lức á, mẹ là đi cấy với đi làm lò để mà sống qua ngày vậy thôi, thấy không, Dạ. rồi sau này mới về Sài Gòn tá túc nhà bà chị cho tới bây giờ. Lúc con thất lạc á, là con đi á, là trong cái thân thể của con á, là có một cái vết thẹo ở ngón tay tỏ. Hình như con không có vết tẹo, con Dạ. chỉ có là một cái bóp thôi, một cái Dạ bóp như màu xanh. dạ. Thì má chỉ nhớ là con có cái bóp màu xanh ở bên sau đít con á, con có cái bóp màu xanh mà không Dạ. biết còn không thì má không biết, nhưng mà có cái bóp màu xanh bên tay trái á, bên bên mông đít con á, thấy không. Dạ. Theo mẹ nói vậy là con mấy ngày nay con vẫn nói trên chương trình là con có nói là một đứa em kế em của con là tên con bé, con nhớ mẹ mãi vậy đó. Đúng Dạ. rồi, nó cứ kêu là bé thôi chứ không biết, chứ không có tên, kêu tên thiệt nó. Dạ. Bé. Thì bây giờ có Mà cái con có cái bóp xanh đằng sau đít con con có biết ở số đích con đâu có biết đâu. không? Bà má chỉ nhớ là con có cái bóp xanh sau đít đó, ở bên mấy như mấy bên tay trái á, thấy không? Mông đít á. Biết Làm mẹ là thứ 8 hay là tên 8 luôn? thứ tám, Dạ, con không tên nhớ. của má, Con tên của nói là nhớ mẹ là thứ Trần 8 là Thị tên Nắng, con không biết. tên của mẹ là Trần Thị Nắng chứ không phải là tám, mà tại họ kêu tám mà tám ù vậy đó, quen rồi. Rồi hiện giờ là mẹ đang sống ở thành phố không? À, mày đang ở thành phố Hồ Chí Minh á, quận 7 á. Dạ. Mà mát mẹ cũng về tá túc với chị vậy thôi. Đó cái nhà mà mẹ ở đó là bên mé sông á, lúc mà có con á là ở bên mé sông quận 7 Trần Xuân Soạn á, đường Trần Xuân Soạn á. Nghe không? Hồi nhỏ con không biết đâu. Thì lúc đó con đi là con 8 tuổi đó. Con Dạ. tuổi Mùi sinh năm 1968 đó, tại Quy Nhơn, sinh ở Quy Nhơn, Hòa Dạ. Bình về Sài Gòn. Vậy là hồi lúc mẹ cho con là Hòa Bình mẹ 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 mới cho con hả? Hòa Bình khổ quá rồi, má mới cho, mẹ mới cho con. Còn trong trí nhớ của con á là trước năm 75 là khi con về với người ta giường người mẹ sau á là gửi con về ở Châu Thành là mấy tháng là Hòa Bình. Ở Châu Lãng hả? Long An á. Hòa Bình là lúc Hòa Bình là 75, mà Dạ. 75 thằng mẹ mới về Sài Gòn đó, mới về Sài Gòn đó Dạ. đúng không, Hòa Bình năm 75.
Dạ, nhưng mà con về với người mẹ nuôi đó là con về trước Hòa Bình, con về đâu mấy tháng Hòa tôi nhớ là Về mà mấy trước tháng Hòa Bình có nghĩa là lúc đó là không phải là gì Hòa Bình mà mẹ mới về Sài Gòn mà sao con đi trước được? Hòa Bình mà 75 mẹ mới về Sài Gòn. nhưng mà con nhớ trong cái trí nhớ của con là con về đó là Hòa Bình con biết mà, Hòa Bình là con đi với ông ngoại đồng ngoài sau con đi kéo cờ con nhớ mà, về đó mấy tháng con mới mới Hòa Bình con có đi thấy người ta đi ông ngoại kêu đi con đi theo luôn là ông ngoại sao á. Cái này này là má không biết chứ hồi mà má về Sài Gòn là năm 75 Dạ. đó. Tháng 4 năm 75 á. Má nhớ vậy. Nhưng mà trong cái theo con cái quan điểm con nói với mẹ là con cũng đang tìm nói với Tuấn Vĩ là con đang tìm một người thân gia đình để về tôi nguồn, nhưng mà con nhớ là sao tên con không nhớ mà con nhớ được người thứ tám mà mẹ nói là người thứ tám là nó cũng đúng mà tên em bé là tên bé cũng là nằm, nhưng mà cái ngày con đi con nhớ là trước Hòa Bình, còn cái họ Trần Trần mẹ mẹ nói là Trần Trần Quốc Kỳ phải không? Tại vì mà mẹ sanh con ra là mẹ lấy họ của mẹ, thấy không? Dạ. Mẹ lấy theo lẽ con phải theo họ cha, nhưng mà cha không có, mẹ lấy họ mẹ là đặt cho con là Trần Quốc Kỳ. Dạ. Hả? Để con hỏi lại người cha nuôi con là phải là con là Trần Quốc Kỳ hay là Phạm Cao Kỳ? À, về lại họ có thể khai sanh lại cũng không chừng, bà Tại mẹ vì cũng không biết. cái tên của con á là không có đổi mà đổi họ thôi. Dạ dạ thưa thưa Ok. gia đình mình không biết là bên nào nó hơi ồn á, bên 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 dì Tám hay là bên anh Kỳ nó hơi ồn xung quanh cho phép được nói chuyện chút xíu rồi hồi nói chuyện riêng sau nha, để đỡ ồn cho chút xíu, đỡ ồn cho chút xíu. Và dì Tám ơi, dì Tám đẩy cái máy ra xa chút xíu, nó hơi cắt cái mặt của dì Tám á. Đúng rồi, dì Tám ngồi dậy nó mới đẹp á. Đừng có đưa sát cái mặt dậy quá nha dì Tám ha, dì Tám ngồi dậy là vừa nha. Dạ rồi đôi bên nói chuyện đi. Dạ. Ý là cái người sinh của con, người sinh con về nuôi đó còn sống hay chết? Dạ chết mất rồi, mất năm 80, còn người cha thì Bà có nói gì trước khi bà chết không? còn không, Không chỉ luôn hả? mẹ con có nói là mẹ ruột con muốn đi tìm con mà tao giấu mày về đây tao không có cho gặp. Là lúc đó Hòa Bình chưa? Hòa Bình rồi, Là bao nhiêu năm sau? Bao nhiêu năm sau? qua mấy năm sau á, là có một người mà đưa con đi á, đưa con đi lúc mà đi trao cho con lên là người mẹ sau á, là mới tìm về đó mới hỏi con có trực tiếp gặp luôn, hỏi giờ mẹ mày muốn tìm mày mày tìm con mà con có muốn trở lại không, thì con nói muốn, nhưng mà mẹ nuôi con nghe được cái tiếng đó mẹ con mới là được lưu con đi xa nữa, là cấm cái người đó là không có được quyền nhắc tới cái tên tên con là đi tìm lưu con đi xa nữa. Rồi con về đâu? Là bà đưa là mẹ nó mới đưa ở đó con về ở Châu Thành Long An, mới đưa con đi vô tới xã An Lục Long, vô vô trong đó là đó hồi Hòa Bình mấy năm là nó chiến tranh mới sau sau này Hòa Bình đó, thì nó còn u minh lắm, đưa con về đó đó. Rồi bây giờ con có gia đình chưa? Dạ con có gia đình rồi. Ở đâu hiện tại? Dạ giờ hiện tại giờ con ở là xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Ở Long An hả? Dạ. Mẹ thì mẹ cũng vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh vậy thôi, ở quận 7 Dạ. vậy thôi chứ, ở với bà chị ở trong đó. Dạ. Bây giờ làm sao nếu mà nói là mẹ con nói là mẹ ruột của con gì đó rồi con không có, mẹ cho con là bà đó dẫn đi thôi chứ mẹ cũng chẳng biết con đi về đâu nữa, lúc đó rồi chia tay rồi thôi chứ cũng chẳng chẳng biết. Nhớ là bà sinh con về bà ở bên bên sông á, bà ở bên sông á, bà mẹ ở bên quận này quận 7, bà ở bên bên sông á, bên sông sông kêu sông sông gì đó là nhà bà ở bên đó vậy thôi chứ không nhớ gì hết. Con nhớ rồi đó là làm mẹ với một người bạn đưa con đi là cho con là tại chỗ mà hiện ngày xưa con không biết cái đó là cái gì, nhưng mà hiện giờ con nhớ đó là con biết đó là đó là thuộc gì, hiện bây giờ là con không biết quận gì nhưng mà đó là gần cái trung tâm bệnh viện ung bướu á.
mẹ không biết con Tâm bố đâu. Hồi đó ở ở mẹ ở quận 7 là mẹ ở gần cái miếu bà cố á, đường Trần Xuân Soạn, miếu bà cố á. Mà lúc đó con nhỏ con không biết, chứ mẹ ở đường Trần Tròn đó, miếu miếu bà cố ai cũng biết, mà lúc đó con còn nhỏ chắc con không biết. Thôi không có đi đâu hết, đi về ở đó tới giờ luôn chứ không có đi đâu hết. Rồi cái cô bé đó giờ còn sống, là hiện giờ đang sống với mẹ hay sao, hay là có chồng? À, có gia đình rồi, có gia đình, em nó có chồng rồi, có chồng, nó 2 đứa con. Bây giờ con nói thêm với mẹ như vậy, bây giờ con còn nhỏ con không có nhớ gì nhiều, nhưng con nhớ bao nhiêu thì con À, đã biết rồi. hình dung, nhưng mà con có cái hình dung như vậy. Đâu mẹ hỏi lại đứa em bé đó có nhớ là một kỷ niệm ngày xưa mà hai anh em chặt khúc mía, mà chặt khúc mía mà mỗi đứa cầm một cái đầu, một đầu mà khi con chặt cái con cầm dao chặt là em nó rút cái tay, rút khúc mía rút tới là con chặt chịu cái tay. À, để mà mẹ hỏi nó coi nha, chứ mà không nhớ. Cái tiếng ớt của ký ức của con còn nhớ vậy đó. Để mẹ mẹ hỏi nó chứ mẹ cũng không nhớ. Bây giờ nó không có nhà, nó Dạ, đi đứt ngón làm tay tỏ luôn, đứt ngón tay tỏ luôn, đứt luôn hả? đứt có cái thẹo tới bây giờ vẫn còn cái thẹo luôn. Mẹ không nhớ là có ấy, cái đó thì mẹ không biết chứ. Còn không biết nữa, không 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 nhớ. Để mẹ hỏi nó, mai chiều nó về rồi mẹ hỏi nó coi sao vậy. Thì con chỉ nhớ là bao nhiêu thì con cũng nói với mẹ vậy, là con nhớ là qua chương trình Nữ Quỷ hỏi là mẹ tên gì thì con không nhớ, mà con nhớ là mãi mãi là thứ tám. Đúng rồi, thứ tám. Hồi Rồi đó họ còn cũng đứa em tám là không tên bé, chỉ con nhớ được bé. bao nhiêu lắm thôi. Là lúc con đi rồi thôi, rồi mẹ cũng cũng đi bươi chải sống qua ngày nuôi em vậy thôi, chứ chứ không có không biết cái chi quận nào không biết, chỉ biết quận 7 vậy thôi, rồi chứ không biết cái quận nào nữa hết á, con biết không? Rồi có cái chương trình người ta nó đăng báo thì mẹ cũng có đăng báo để tìm con, mà mẹ đăng mẹ không biết đăng, thấy không? Rồi nhờ người ta đăng cũng không có, rồi họ nó rồi đi qua chỗ cái chương trình mà chưa bao giờ có cuộc chia ly, mẹ cũng đăng ký lên đó mà cũng không thấy gì hết. Rồi bây giờ nghe nói là ca sĩ Tuấn Vĩ này đi tìm người thân được, thành ra mẹ hôm nào này mẹ lấy cái số điện thoại của y nhưng mà mẹ gọi không được. Rồi bữa nay tự nhiên ở Sài Gòn cháu nó gọi về, mẹ về quê mẹ đám đám giỗ ngoài quê này nè, nó gọi về, nó gọi ra nó nói vậy vậy cái mẹ mẹ mừng quá. Mẹ nói về để đi để tìm con coi có đúng là con là Trần Quốc Kỳ con của mẹ không, biết không? Mà bây giờ hiện tại thì tạm thời là chưa có biết làm sao, chứ cái bà mà má nuôi con á là bà dẫn con đi rồi thôi, chứ bà bán cho ai à, bà làm cái gì mẹ cũng không biết, thấy không? Mẹ cũng khờ quá mẹ không biết hết á. Rồi con đi rồi là hai mẹ con mới sống hấp hỉ cho tới bây giờ nó lấy chồng. Chồng nó thì cũng làm hồ vậy thôi, chứ không có gì, đi làm hồ cho người ta sống có được 2 đứa con. Còn con á thì có nhà có cửa gì chưa? Dạ, con mới nhà đây xong mà mới đây cũng tháng rồi mẹ ơi. Có vợ có con rồi hả? Dạ, vợ Rồi con sao, nếu mà mình muốn ta tìm ra bằng sự thật là bằng đường sao nữa thì mới là sự thật. thì bây giờ qua chương trình của anh Tấn Vĩ thì bây giờ con thì cũng thất học rồi, lúc mà con cho người ta cho con đâu có ăn học lên tới đâu đâu, được có mấy lớp à con. Biết Dạ, rồi. giờ cái học vấn của mình là quá tới đâu rồi, con cũng không có đành. Bây giờ nếu mà mẹ con muốn nhìn nhau mà mình phải hỏi qua anh Tấn Vĩ coi, bây giờ nếu mà muốn Dạ. thật thì cách nào, cách muộn Dạ. hay là Dạ đúng rồi. Dạ thưa dì Tám và anh Kỳ, cái điều mà để mà chứng minh có phải mẹ con hay không thì bây giờ phải nói rằng là có cái ADN đó, nó rất là tuyệt vời. Không trúng là trúng mà không trúng là không trúng, chứ không có sợ nhầm lẫn. Thì trước tiên á, trước tiên là con thấy được cái tín hiệu của đôi bên, là con rất là chúc mừng cho dì và anh, bởi vì con thấy cái thông tin nó hầu như là trùng khớp tới 80-90%. Chỉ có khác ở cái chỗ là cái mốc thời gian. Anh Kỳ thì nhớ là trước giải phóng,
Còn dì Tám thì dì Tám lại nhớ rằng là cho con sau giải phóng thì con thấy hơi lấn cấn ở cái điểm đó thôi. Còn ngoài ra Đúng rồi, nữa đúng. thì nào là tên Kỳ này, rồi sinh năm 1968 này, rồi nào là mẹ là tên bà Tám này, rồi có người em tên là bé này, rồi và cho con lúc đó 7-8 tuổi thì tất cả đều là trùng khớp hết, chỉ có khác cái mốc thời gian mà trước giải phóng với sau giải phóng thôi. Cho nên là con thấy cái tín hiệu này là tín hiệu rất là mừng cho cả đôi bên. Thì bây giờ thì để mà biết được có đúng mẹ con hay không thì mình gửi cái mẫu ADN mình xét nghiệm là biết ngay hả? Làm sao mình thử mà ở đâu? Dạ, bữa nào chị Tám về đó rồi mình tới trực tiếp ở chỗ số 12 Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, hoặc là dì Tám gửi qua bưu điện cũng được, đôi bên nhổ tóc và các móng tay gửi về cái địa chỉ Thử đó. rồi mình gửi qua bưu điện cũng được à? Dạ, gửi qua bưu Nếu điện mình cũng thử được. rồi gửi qua bưu điện cũng được à? Dạ, tóc và móng tay Nếu gửi qua bưu điện được. Dạ, gửi qua bưu điện được. Dạ, đôi bên không mà mà nếu dạ. nếu mà Tám ở ngoài quê rồi Tám thử rồi Tám gửi vô được không? Được, được. Dạ, nếu ví dụ như mà Ở địa chỉ nào? dạ con sẽ nhắn qua cho, con sẽ nhắn cái địa chỉ qua cho. Rồi đôi bên gửi gửi tóc và móng tay về đó, cái là khi người ta nhận được mẫu là 4 ngày sau là sẽ có kết quả mẹ con hay không là biết liền à. Dạ. Dạ. Nếu cần thì vô Sài Gòn Dạ, nhé. có nghĩa nếu mà dì còn có kế hoạch ở ngoài quê lâu đó thì dì gửi vào bưu điện. Còn nếu mà ví dụ như là trong vòng khoảng chục ngày hay là nửa tháng gì đó mà dì vô thì là dì trực tiếp đến đó người ta lấy mẫu cho cũng được, cái đó tùy đôi bên. Ví Dạ. dụ như người ta thật là nếu nếu thật là mình biết liền hay sao? Dạ, 4 ngày sau là biết, có nghĩa là khi trung tâm nhận được là 4 ngày sau là biết liền, là khoa học chứng minh chứ không có thể trật đi được đường nào hết. Có nghĩa là đúng mẹ con là người ta báo đúng, mà trật không phải mẹ con là người ta báo sai, chứ không có sợ nhầm lẫn. Đại khái ý con là vậy đó. Cái đó là chính xác à? Chính xác 100%, có nghĩa là trúng là trúng, mà trật là người ta báo Rồi trật. thí dụ như họ nói bên này là A đây bên kia là B mà họ nói hai thứ B luôn là làm sao mình biết? Dạ, không, Là cái vật lý gì tôi nói? có nghĩa là nếu mà mẹ con á chẳng hạn vậy này, mẹ con là nó khớp vô nhau vậy này, nó trùng khớp với nhau. Còn nếu ví dụ không phải mẹ con là nó chênh nhau nó không khớp vô, ví dụ như vậy. Đó thì là Máu hả? dạ cái Ấy gen là máu hả? không phải máu Cái mà là cái gen. Dạ, rồi cái đó thì khoa khoa học người ta sẽ giải thích cho dì Tám, không sao đâu. mình hòa chung vô đó hả? Dạ, có nghĩa là nó nếu mà trùng gen với nhau là nó khớp, là mẹ con là 100%, mà còn nếu không phải mẹ con là coi như không có số nào hết. Dạ đó. dạ Giờ nó đi thử là mình thử ở đâu? dạ Dễ thương à? ở Sài Gòn, ở ở có cái trung tâm, có cái trung tâm ở đó là người ta bên xét nghiệm bên di truyền. Chuyên môn về chuyên Dạ chuyên môn về cái vấn đề đó đúng đúng rồi, vậy chuyên môn là về vấn đề đó. nếu vậy là gì phải vô Sài Gòn Dạ, đúng không? một muốn gửi gửi qua bưu điện cũng được, hoặc là vô Sài Gòn cũng được. Dạ, gửi qua bưu điện cũng được. Nếu mà giờ gì ở ngoài đây thì gì đi thử ở nhà thương nào Lấy tóc và nhà móng thương nào tay, cũng được hay hả? nhổ tóc và móng tay gửi vô. Nhổ tóc với móng tay hả? Cắt móng tay hả? Dạ, Cắt hết luôn hả? cắt năm đầu móng thôi. Mười Cắt năm đầu móng móng. hả? Dạ, cái đó con giải thích sau, cái đó con giải thích sau, không sao đâu. Dạ dạ. Miễn là nếu mà nhìn được thì thật là con của dì thì dì Dạ. cũng cảm ơn Chúa vậy phải không? Dạ. Với, Đúng bây rồi. giờ hy vọng là nhờ con ấy giùm cho dì nha. Dạ. Đấy. Dạ. Rất cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi có gì là sự thật là rồi sau này rồi tính sau. Dạ. Ha. Mà theo gì đó thì theo gì thì cái thông tin như vậy thì dì nghĩ là khoảng mấy chục phần trăm anh Kỳ là con của dì? Tại vì nói về vấn đề em bé tên là bé rồi mẹ là Tám là thấy nghi rồi, nghi có thể thôi chứ cũng chưa chắc, rồi ngoài cái đó ra là chưa biết làm sao nữa, con hiểu không? Dạ. Thành ra bây giờ thì nó nói là nó nhớ tên em nó là bé, còn mẹ thì người ta kêu Tám thì đúng rồi, Rồi chính xác. tên tên ảnh nữa làm chi, tên ảnh tên Kỳ, ảnh còn còn giữ được tên Kỳ nữa làm Nó chi. là Trần Quốc Kỳ, nó là Trần Quốc Kỳ, nó khi mà cô đặt cho nó là Trần Quốc Kỳ, nhưng mà sau này nó đi đi thì nó về với nhà má nuôi thì họ có sửa lại thì cô không biết. Dạ.
Nhưng mà hiện tại bây giờ nó là tên gì quên rồi? Quỳnh Văn Kỳ. Quỳnh Văn Kỳ, giờ đổi họ rồi phải không? Người ta đổi họ. Đổi họ. Đúng Rồi rồi. còn còn đối với anh Kỳ thì anh cảm nhận như thế nào? Anh cảm nhận như thế nào về dì Tám đây? Theo quan điểm của tôi thì ký ức tôi nói ra mà mẹ được cái nhận được cái điều đó thì tôi thấy nó trùng hợp hơn hơn là cái chị Thủy, Đương nó hơi nó hơn, à, có đương thể nhiên. là nó sẽ trùng hợp nhiều hơn. Tại vì trong ký ức của tôi là tôi nhớ là người mẹ là thứ tám, mà vẫn đầu tiên bây giờ tôi không biết tên, mà vẫn tám mà đứa em là tên bé, nhưng mà sự thật thì nó có sự thật như vậy. Dạ. Còn vậy là tôi nghĩ là nó cũng nhầm dữ lắm rồi, nhưng mà còn chờ cái ngày là xét nghiệm ATM thôi về chính xác. Còn cũng cái giờ đi thì cái giờ đi thì cũng chênh lệch là có thể chênh lệch gì, nhưng mà theo riêng tôi nhớ là trước năm 75, còn mẹ nói thì sau Hòa Bình mẹ mới về thành phố mới cho. Về thành phố mẹ mới cho con. Còn cái 75. họ thì cái họ để con nói với mẹ để con hỏi lại người cha nuôi của con là trước giờ làm khai sanh cho con là còn nhớ được cái họ của con là phải là Phạm Cao Kỳ hay là Trần Quốc Kỳ, để con hỏi lại. Con hỏi cho chắc chắn. Con hỏi tên lúc con về với mẹ là con tên gì, trước khi con về với mẹ là con tên là họ gì, con hiểu không? Chủ sao đứng vị làm sao con? Dạ, theo con á thì là Dạ sao? con thấy rất là khả thi cao lắm. Dạ. Thì tạm thời như vậy đi, chúng ta kết nối được với nhau, đó là một cái điều hết sức là may mắn rồi. Còn cái việc để chứng minh á, cái việc để chứng minh thì chúng ta sẽ làm theo từng bước. Dạ. Đúng rồi, Dạ. từ từ mới định Dạ. được đúng Và dạ không? và cho con hỏi dì Tám là con muốn có cái số điện thoại của chị bé có được không? Con xin cái số điện thoại chị bé được không? Ok, bữa nay Ừ. thì gửi qua Rồi. cho Rồi. con ráng cố gắng giúp đỡ, hay nếu được thành công Dạ, rồi. ok. Dạ, rồi vậy. Hy vọng mẹ con gặp nhau, cũng hy vọng vậy đó. Con cũng tính ở gì kỳ này cũng ráng hy vọng lên này, thấy là bây giờ lớn tuổi rồi mà má nhìn không ra đâu, hồi xưa cái mặt con tròn chứ không phải dài như vậy, biết không? Tóc thì đen mà thì đúng, mà cái khuôn mặt cái hồi xưa nó tròn lắm. Mà bây giờ con về con tắm, con cởi quần ra, con coi coi trong bên trái con ở trong mau mục đích con có cái thẹo màu xanh không, cái bóp Dạ. màu xanh cái Dạ. Rồi, tối là nằm xuống kêu dở dòm, nghe không? Kêu dở dòm. Nhưng cái mà đó thì chụp cái cởi qua. thật ra đó thì cái điều đó đó thưa dì Tám, là con thấy đa phần trẻ con đó thì là đa phần là có, nhưng mà người lớn thì ít khi mà ai còn cái bớt lắm, cứ hiếm lắm. Thì thí dụ Dạ. còn, hy vọng nó Dạ. còn Dạ. vì nhớ mãi cái bóp son, cái bóp bóp đó thôi. Dạ. Đương Dạ nhiên thôi đó cái thì bóp là cái đó thì chúng cái bóp ta bằng cũng cái vậy nè. chúng ta cũng cũng để gọi là củng cố cái thông tin thôi, chứ còn bây giờ có ADN là số 1. Kể cả bây giờ anh Kỳ có cái bớt đó chăng nữa mà chúng ta cũng không dám khẳng định đó là 100%, bởi vì cũng nhiều người có bớt chứ đâu phải riêng diễn Kỳ, ví dụ là như vậy đó. Cho nên là bây giờ có ADN là ok hết rồi. Em là chắc chắn à, ADN là chắc chắn. Dạ. chắc Trúng. là nếu mà ở ngoài đây gì lấy máu rồi gì gửi vô Sài Gòn cũng được, Tóc không cần tóc phải vô tóc tóc và móng tay. tóc Ừ. với móng tay, Dạ thì dạ. tóc cần 10 móng hay là một móng thôi. 5 móng, để con gửi cái số của trung tâm qua cho, rồi người ta hướng dẫn cho nha dì nha. Ừ. Năm móng mà là kiểu như là mà một bàn hay là hai bàn, Dạ một bàn. Dạ dạ. đối lại gửi vô. Dạ, rồi con sẽ hướng dẫn cho cháu có gì, con sẽ hướng dẫn cho cháu có gì nha. Dạ, dì đừng có bận tâm chuyện đó. Dạ. Ok. Cắt móng chứ không Ok. phải là cắt móng chứ không phải cắt ngón đâu mà sợ. Cắt móng, Dạ. cắt chút chút thôi chứ gì phải không? Dạ Cắt chút chút phải không? dạ. Rồi. Giờ của con thì cũng mừng rồi, để từ từ rồi sẽ ấy, chứ còn vội quá cũng chẳng chưa biết đâu đâu hết đó. Dạ, rồi chúng ta sẽ làm từng bước nha.
Rồi bây giờ đó À. thì là anh Kỳ với dì cứ lấy cái Zalo của nhau rồi mẹ con có thể trò chuyện và tìm hiểu thêm và trò chuyện bất cứ lúc nào nha. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt ha. Dạ dạ dạ. Lấy Zalo của ông Kỳ là lấy ở đâu? Dạ. Nếu mà muốn lấy số điện thoại Zalo của nó là ở đâu? Cháu của dì sẽ làm cho, cháu của dì sẽ làm điều đó cho. Dạ 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 dạ. Rồi, vậy mình chào tạm biệt. Cảm ơn nha. Tạm biệt. Dạ.